Chào các bạn, đến với năm từ vựng ngày hôm nay cùng với mình nhé. Along, dọc hoặc là theo. Just go along with them, that's the best idea. Cứ đi cùng với họ, đó là ý kiến tốt nhất rồi đấy. Amazing, tuyệt vời, hay, đẹp. That's amazing, isn't it? Quả là đáng kinh ngạc đúng không nào? Thật là tuyệt vời đúng không nào? Amount, một lượng. There is a large amount of sugar in soft drinks. Trong nước ngọt có chứa một lượng đường rất là lớn. Ancient, ancient, cổ xưa, đây là tính từ. They are ancient, nó là đồ cổ, họ là họ, lớn tuổi rồi. Angle, angle, angle là góc. If you take the picture in this angle, you will be more beautiful. Nếu bạn chụp hình ở cái góc này, bạn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chúc các bạn luyện tập thật tốt năm từ vựng này và hẹn gặp lại với năm từ vựng vào ngày mai. Nhớ đặt câu với năm từ vựng này nhé.